Nếu mà có một vài thiết bị hư hỏng, tôi sẽ phải làm sao? Cái này thì nếu mà gặp hư hỏng thiết bị á, thì trước hết thì các bạn cứ nếu mà nó không hư hỏng nặng như này á, không cháy nổ á, thì các bạn cứ để đó, gọi điện tới mình công ty của Tip, mình sẽ có hướng kỹ thuật tới và giải quyết cái vấn đề hư hỏng đó cho các bạn. Ngoài ra các bạn sẽ được hướng dẫn trước trên điện thoại trước khi mà kỹ thuật tới. Rồi nếu mà hư hỏng gọi là cháy nổ nặng á, thì các bạn nên tắt tất cả nguồn điện trong nhà đi và alo cho bên kỹ thuật của bên Tiếp Việt Nam để cử kỹ thuật xuống hỗ trợ cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Thường thì sẽ hỗ trợ nếu trong giờ làm việc á, trong vòng khoảng 2 tới 3 tiếng sẽ có kỹ thuật tới hỗ trợ cho các bạn về mặt kỹ thuật. Nếu như có trường hợp bị hư hỏng hoặc cháy nổ xảy ra cho thiết bị của Tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để được nhận thêm những thông tin video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.